Đây, shop của Hồng chị Hồng Lan bây giờ bông đã được rải đều qua sát dách của nhà của mấy chị hàng xóm. Mấy chị hàng xóm hôm nay là cho chị Lan mượn cái sân để mà đãi tiệc nha cả nhà. Đó, 6 bàn, một bàn ở trong nhà, rồi 2, 4, 5, 5 bàn nha mọi người. Đó, bàn để sơ cua nữa, ở ngoài đó là 6 bàn. Phía bên đây mấy anh lên đồ nấu ăn đang mượn cái sân của cô hàng xóm kế bên nhà để nấu tiệc luôn. Anh chị hàng xóm lên trên lầu thương lắm. Để anh Hải truyền cây đèn lên để chị móc lên trên. Sớm cũng dễ thương lắm mọi người. Đó, rồi mấy chị hàng xóm với chị Bột Chiên kế bên nhà hôm nay nghỉ bán để cho chị Lan mượn cái sân. Đúng rồi. Làm luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, đó, mọi người thấy nè đó. Rồi sao rồi phải ủng hộ cho tới đây quay rồi, nếu mình tới bụng mình mua bột chiên mình ăn ủng hộ chị luôn. Chị này bán bột chiên nha mọi người. Không, chị bên đây nè bán bột chiên. Bên đây cũng bán bột chiên luôn nè. Còn chị bên đây hình như không có bán gì hết. Nói chung là hàng xóm đúng, rất, hàng xóm rất là dễ chịu. Rất thương Điền Long mọi người. Thôi câu chuyện của Điền Long á. Đi đâu cũng Điền Long đi đâu là cũng người ta cũng quý rồi nè. Rồi Master tới luôn mọi người ơi. Chào Master. Chào Master là ghé xóm của chị Lan trong sáng hôm nay ngày khai trương. Rất là vui. Bên đây, bên giữa đây. Từ vào ngồi bên trong với chị Loan rồi. Có một lẵng hoa của ca sĩ Nguyên Vũ gửi đến nha cả nhà. Nguyên Vũ gửi hoa đến chúc mừng Hồng Lan ngày khai trương shop thứ hai thật là hồng phát. Ca sĩ diễn viên Nguyên Vũ chúc em gái Hồng Lan khai trương hồng phát. Trời ơi, đây chị Loan cũng ra nhận hoa cả nhà ơi. Rồi thêm một lẵng hoa được gửi đến nữa cả nhà ơi. Trời ơi, nhận hoa chị Lan ơi. Hoa của má Tư gửi đến. Trời ơi, má Tư đến trước hoa đến sau. Đây má Tư cả nhà ơi. Rồi hiện tại là có 3 lẵng hoa được gửi đến shop của chị Lan trong ngày hôm nay. Đầu tiên là lẵng hoa của luật sư Kha, và tiếp theo là lẵng hoa của anh Nguyên Vũ, và lẵng hoa của Master Quốc Thanh đã gửi tới sau. Master Quốc Thanh đến trước, lẵng hoa đưa đến sau nha mọi người. Rất là vui. Đây cả nhà, thì bây giờ là Master Quốc Thanh cùng với lại chị Lan và anh Hải bắt đầu cúng khai trương nha cả nhà.
trong đây thì làng đang cũng không thần tài ở thổ địa. Má Tư ơi, có chút gì cho chị Hồng Loan không má Tư? Giờ chút rồi. Chút rồi hả? Chút xong mà khách của má hàng luôn rồi. Má Tư mở hàng luôn rồi hả? Rồi, má Tư mở hàng là cây dương hồng bán nữa. Không có mua cái ví và khách của má mở hàng cho Hồng Loan. Má Tư đang chợ. Chợ đang chợ. Chợ đang chợ. Má Tư ra chợ mà. Rồi thì sau khi má Tư ghé đến cúng tại shop của chị Hồng Loan xong thì má Tư lì xì cho chị Loan, rồi má Tư mua hàng ủng hộ cho chị Loan, bây giờ má Tư đi ra chợ để má Tư buôn bán. Rồi, tôi con chào má Tư, chúc má Tư nhiều sức khỏe nha.